Cảm ơn quý vị đã trở lại với chúng tôi trong chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay để cùng chúng tôi cập nhật thông tin diễn ra tại các địa phương trong tỉnh. Thông tin chính, tâm điểm của chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay là đoàn giám sát của tỉnh ủy làm việc tại huyện Đất Đỏ. Thành phố Bà Rịa sẽ sớm khắc phục tình trạng rửa cát gây ô nhiễm tại phường Kim Dinh. Trước tiên là những thông tin được ghi nhận tại huyện Đất Đỏ. Thưa quý vị, đoàn giám sát của tỉnh ủy do ông Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát Ban Thường vụ huyện ủy và cá nhân đồng chí Bí thư huyện ủy Đất Đỏ về lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết 01 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Thực hiện nghị quyết số 01 về giảm nghèo bền vững, Ban Thường vụ huyện ủy Đất Đỏ đã huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và các doanh nghiệp. Huyện đã thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ của nhà nước, cấp hơn 22.460 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo với tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng, miễn giảm học phí, chi phí học tập cho hơn 1.960 học sinh, vận động xây tặng 104 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền hơn 4 tỷ đồng, tặng hơn 8.000 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn hơn 2,9 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn tạo điều kiện giải quyết cho hơn 7.000 hộ nghèo vay vốn sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền hơn 235 tỷ đồng. Kết quả cuối năm 2017, toàn huyện giảm hơn 1.110 hộ nghèo, giảm số hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn hơn 1.000 hộ, chiếm 5,64% tổng số hộ dân. Ông Nguyễn Văn Đồng đã biểu dương những kết quả đạt được của tập thể Ban Thường vụ huyện ủy và cá nhân đồng chí Bí thư huyện ủy trong lãnh đạo triển khai thực hiện nghị quyết số 01. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, huyện cần lưu ý giải quyết một số vấn đề, không nên luân chuyển cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo, quan tâm đến nước sạch, giám sát và kiểm tra việc rà soát hộ nghèo để công tác xét nghèo đảm bảo khách quan, chính xác. Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ vừa tổ chức họp giao ban về công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Dự án đường Phước Hải Lộc An giai đoạn 2, dự án đường quy hoạch số 3, phần thu hồi bổ sung dải cây xanh cách ly thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu chế biến hải sản tập trung, dự án hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào khu chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh giai đoạn 1, dự án đầu tư bổ sung đoạn nối dài từ đầu tuyến tỉnh lộ 765 đến tỉnh lộ 52 thuộc dự án nâng cấp tỉnh lộ 765 huyện Châu Đức và một số dự án khác trên địa bàn. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn huyện Đất Đỏ còn gặp một số khó khăn vướng mắc trong việc vận động người dân chấp hành chủ trương của nhà nước, cũng như trong các khâu phối hợp để lập hồ sơ thẩm định giá bồi thường. Ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đề nghị các đơn vị địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giải thích và cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin về các dự án. Ông Hòa yêu cầu các phòng ban phối hợp với các hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án huyện tổ chức kiểm kê, kiểm điểm áp giá, xác định rõ nguồn gốc đất và tài sản trên đất đảm bảo đúng tiến độ và đúng luật định. Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều nông dân ở xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ đã mạnh dạn đầu tư trồng khoai mài trên đất cát, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trồng khoai mài trên đất cát được nhiều hộ dân ở xã Phước Hội áp dụng thành công và mang lại hiệu quả kinh tế từ năm 2014. Khoai mài vốn chỉ sinh trưởng ở rừng, rất khó phát triển ở vùng đất đã qua trồng tỉa. Nhưng khi một số hộ dân đào củ mài đem về nhà trồng thử, thì cây cũng phát triển khá tốt. Theo thời vụ, khoảng tháng 8 âm lịch, cây mài bắt đầu cho thu hoạch củ. Đến tháng 2 âm lịch năm sau, người trồng tưới nước bón phân hữu cơ để cây tiếp tục ra lá, tạo củ trở lại. Củ khoai mài sau thu hoạch được thương lái tới tận nơi mua. Trên 1.000 mét vuông, khoai mài cho người trồng thu nhập từ 90 đến 120 triệu đồng một năm, giúp nhiều hộ dân tại địa phương nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Thì cái đầu tư là mình phải kiếm phải giống với củ giống á, là mình trồng, phải chăm sóc. Ví dụ phân bón là phân chuồng, đồ rác, trấu ung đồ á, bỏ. Tháng mưa, ví dụ có sùng thì bỏ thuốc hột hay loạt dâu càng long á, dâu bột á, mình bỏ là nó diệt sùng. Rồi chăm sóc tưới cho nhiều nước vô. Đầu mùa nếu mà chưa có khoai á thì nếu mình trồng sớm á, tới điều kiện là mình chưa có khoai rừng người ta đào á, thì khoảng 80-90, nhiều khi mà khoai mà lớn đều ngon á thì cũng cả trăm. Còn nếu mà khoai rừng á, mà có thì nó hạ là nếu khoai rừng có là khoảng 60-70. Xã Phước Hội có diện tích đất cát khá lớn. Người dân đã từng chuyển đổi canh tác nhiều loại cây trồng nhưng hiệu quả không cao. Chỉ loại đất cát này phù hợp để khoai mài phát triển.
Đến nay, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ có khoảng 24 hộ trồng khoai mài với diện tích hơn 5 hecta. Hướng tới, các hộ trồng khoai mài sẽ được huyện Đất Đỏ hỗ trợ trụ bê tông, giàn leo và đầu tư hệ thống tưới để phát triển thêm diện tích trồng khoai mài. Thông tin trên địa bàn thành phố Vũng Tàu được chuyển đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, Thành ủy Vũng Tàu tổ chức trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho bà Bùi Nguyệt Quang, sinh năm 1928, đảng viên chi bộ 5, đảng bộ phường Rạch Dừa. Bà Nguyễn Thị Dỗi, sinh năm 1928, đảng viên chi bộ 3, đảng bộ phường 10. Và ông Bùi Kim Ngân, sinh năm 1930, đảng viên chi bộ 5, đảng bộ phường 7. Tại mỗi nơi đến, đoàn đã nghe tiểu sử quá trình công tác cống hiến của các đảng viên, trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng và tặng hoa chúc mừng đến các đảng viên và gia đình. Thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vũng Tàu, ông Mai Ngọc Thuận, bí thư thành ủy, trân trọng cảm ơn công lao đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Bí thư thành ủy nhấn mạnh, đây vừa là niềm vinh dự của bản thân và gia đình mỗi đảng viên, vừa là niềm tự hào của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục là tấm gương sáng để thế hệ đi sau noi theo. Tiếp theo là phần thông tin được ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Bà Rịa vừa tổ chức cuộc họp mở rộng để triển khai các công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Bà Rịa, dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 12 và 13 tháng 7 năm 2018. Theo kế hoạch, tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Bà Rịa khóa 5, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận bàn các giải pháp triển khai thực hiện nhiều công việc quan trọng như thực hiện tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động của 3 xã nông thôn mới về nâng cao thu nhập của người dân nông thôn và các hình thức tổ chức sản xuất, thu hút kêu gọi đầu tư, giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn động và quản lý đất công trên địa bàn thành phố. Trong các ngày từ 12 đến 14 tháng 6 năm 2018, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện tiếp xúc với cử tri. Thưa quý vị, hơn 2 năm qua, nhiều người dân sống ở tổ 2 khu phố Núi Dinh, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa phải chịu cảnh sống với bùn đất ngập vườn vì một số công ty trong khu vực thực hiện rửa cát, tạo ra bùn đất ngăn dòng chảy và làm nghẽn cống thoát nước, gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân. Sau nhiều lần người dân có kiến nghị, phía các doanh nghiệp cam kết sẽ sớm khắc phục, trả lại nguyên trạng cho địa phương. Trước tình trạng bùn đất ứ động gây ngập úng do hoạt động rửa cát của các doanh nghiệp trong khu vực, người dân ở tổ 2 khu phố Núi Dinh, phường Kim Dinh đã nhiều lần đề nghị chính quyền yêu cầu các công ty xây dựng phải xây dựng bể chứa lọc bùn đất, đồng thời phải nạo vét kênh mương thoát nước, trả lại nguyên trạng cho địa phương. Tuy nhiên, các công ty này vẫn chưa có động thái khắc phục, nên mới chỉ có vài cơn mưa đầu mùa mà tình trạng ngập úng trong khu vực đã trầm trọng. Sau khi người dân phản ánh, Ủy ban Nhân dân phường Kim Dinh đã cử cán bộ kiểm tra và ghi nhận. Hiện trong khu vực còn công ty Đặng Phú Cường hoạt động. Công ty này đã cam kết sẽ cùng với bà con nạo vét kênh mương, cống thoát nước, khơi thông dòng chảy trong thời gian tới. Chuyển sang những thông tin trên địa bàn huyện Long Điền. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019. Theo kế hoạch, trong năm học 2018-2019, huyện Long Điền đặt mục tiêu huy động 100% trẻ 5 tuổi đang cư trú trên địa bàn vào trường mầm non, huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, xét tuyển 100% học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học vào lớp 6. Để thực hiện tốt công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019, ông Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tuyển sinh đầu cấp, hướng dẫn các trường thực hiện nghiệp vụ tuyển sinh đảm bảo theo đúng các quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành, tổ chức rà soát phân tuyến hợp lý, quán triệt tất cả các trường không nhận học sinh trái tuyến. Nhằm đa dạng hóa nội dung và hình thức hoạt động hè để các em thiếu nhi học sinh có một mùa hè bổ ích và ý nghĩa, đảm bảo an toàn, thiết thực, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của địa phương, Ban chỉ đạo hè huyện Long Điền đã triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2018. Theo kế hoạch, trong dịp hè năm nay, huyện Long Điền sẽ tổ chức nhiều hoạt động sân chơi lành mạnh, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, tổ chức hoạt động tình nguyện chăm lo hỗ trợ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là thiếu nhi ở trung tâm bảo trợ trẻ em,
và những mái ấm tình thương trên địa bàn huyện. Huyện Long Điền dự kiến tổ chức lễ khai mạc các hoạt động hè vào ngày 30 tháng 5 tại nhà hát Long Điền với chủ đề Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số. Những thông tin trên địa bàn thị xã Phú Mỹ sẽ được chuyển đến quý vị ngay sau đây. Thị xã Phú Mỹ là địa phương tập trung nhiều dự án trọng điểm trong phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Mỗi năm, thị xã Phú Mỹ phải thu hồi hàng trăm hecta đất cho các dự án. Vì vậy, công tác đền bù giải phóng mặt bằng được đảng bộ, chính quyền thị xã Phú Mỹ đặc biệt chú trọng nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Năm 2017, huyện Tân Thành đã ban hành quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho 1.075 hộ với 85 hecta. Riêng trong quý 1 năm 2018, huyện Tân Thành đã có 33 đợt ban hành quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường gần 73 tỷ đồng cho 200 hộ dân và 8 tổ chức với tổng diện tích gần 130 hecta. Năm 2018, huyện Tân Thành dự kiến thực hiện tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng trên 425 tỷ đồng. Để thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, huyện tiếp tục tập trung vào công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của nhà nước và lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân để giải quyết kịp thời mặt bằng phục vụ công tác đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương. Nhằm nâng cao chất lượng quản lý điều hành hướng đến sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, hơn 2 năm qua, thị xã Phú Mỹ đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiết giảm nhiều thủ tục hành chính, tạo sự thông thoáng trong thực hiện các thủ tục hành chính. Nhờ vậy, kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong các năm 2016-2017, thị xã Phú Mỹ tiếp tục tăng thêm 3 bậc, vươn lên đứng đầu các huyện thành phố trong tỉnh. Tiếp tục duy trì các kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính, trong quý 2 năm 2018, huyện Tân Thành dự kiến triển khai một số nội dung nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018, tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm kết quả chỉ số chấm điểm cải cách hành chính năm 2017 và kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn huyện. Thời gian qua, bên cạnh những loại cây như bưởi da xanh, mãng cầu ta, nhãn tuồng cơm vàng, nông dân thị xã Phú Mỹ cũng đã chọn thêm giống ổi Đài Loan để chuyển đổi cây trồng. Đây là loại ổi cho trái rải phụ gần như quanh năm, chất lượng trái ngon và năng suất cao. Gia đình ông Tống Thới Khoa ở ấp Suối Nhâm, phường Hắc Dịch hiện đang trồng một sào ổi Đài Loan với 150 gốc gồm hai loại, ổi ruột trắng và ổi ruột hồng. Ông Khoa cho biết ổi Đài Loan rất dễ trồng. Sau khi trồng khoảng 3 tháng, cây bắt đầu cho trái. Để cây cho trái sai, mẫu mã đẹp, nhà vườn phải thường xuyên bấm đọt, bao trái. Hiện nay bình quân mỗi tuần, gia đình ông Khoa thu được khoảng 1 tạ ổi. Giá ổi bán 15.000 đồng một ký tại chợ Hắc Dịch. Như vậy mỗi tháng, gia đình ông Khoa thu được gần 5 triệu đồng từ một sào ổi Đài Loan. Khép lại phần thông tin địa phương là những ghi nhận tại huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, công tác cải cách hành chính ở huyện Xuyên Mộc tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện với các nội dung như cải cách thủ tục, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Năm 2018, huyện Xuyên Mộc tiếp tục duy trì hiệu quả bộ phận một cửa từ huyện đến cơ sở theo trình tự thủ tục quy định. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh. 100% các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã được lắp đặt mạng internet, sử dụng phần mềm eFix để phục vụ công tác chuyên môn. Thông qua phần mềm khảo sát mức độ hài lòng của người dân, từ đầu năm đến nay, huyện Xuyên Mộc ghi nhận trên 90% ý kiến người dân hài lòng về thái độ phục vụ hành chính tại địa phương. Thực hiện chương trình ngân hàng bò hỗ trợ bò cho các hộ gia đình nghèo, Hội chữ thập đỏ huyện Xuyên Mộc vừa tổ chức chương trình trao bò sinh sản cho hộ ông Huỳnh Luông, xã Phước Tân và hộ ông Ngô Thanh Hoàng ở xã Tân Lâm. Hộ ông Huỳnh Luông, xã Phước Tân và hộ ông Ngô Thanh Hoàng ở xã Tân Lâm được Hội chữ thập đỏ huyện Xuyên Mộc trao hai bò giống sinh sản, mỗi con trị giá 13 triệu đồng. Kinh phí mua bò do hội viên Hội chữ thập đỏ huyện Xuyên Mộc đóng góp nhằm giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn huyện có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ huyện Xuyên Mộc đã tổ chức trao tặng 5 phần quà cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn của xã Tân Lâm, mỗi suất trị giá 400.000 đồng. Nhân
Nhắc đến nghề cá Bà Rịa Vũng Tàu, không thể không nhắc đến những làng chài nổi tiếng như Phước Hải, Phước Tỉnh, Long Hải. Trải qua nhiều thập kỷ, nhưng nét văn hóa truyền thống gắn liền với cư dân miền biển đang được nhiều thế hệ nối tiếp nhau phát huy, giữ gìn và tôn tạo như một nét đẹp truyền thống của người dân Bà Rịa Vũng Tàu. Tiểu mục Đất và Người kỳ này mời quý vị cùng tìm hiểu về làng cá Phước Hải, huyện Đất Đỏ, một trong những làng cá lâu đời của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dọc theo đèo Nước Ngọt, một cung đường đẹp của tuyến đường gian biển Vũng Tàu, Bình Châu, có một làng chài luôn níu chân du khách gần xa bởi hình ảnh những chiếc thuyền thúng bé nhỏ đua nhau dập dờn lướt trên những con sóng biển. Chiếc thì chuẩn bị ra khơi, chiếc vừa cập bến, mang theo thành quả lao động của những ngư phủ nặng lòng, nặng nợ với biển cả. Làng cá đó có tên Phước Hải. Ngày nào cũng vậy, từ sáng đến chiều, nơi này cũng nhộn nhịp người bán, người mua, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt cả một vùng biển. So với những làng cá khác của Bà Rịa Vũng Tàu, Phước Hải là một trong những làng cá lâu đời nhất. Đời nối đời, những người con sinh ra và lớn lên ở Phước Hải gắn bó với biển như một lẽ tự nhiên. Ở xứ biển này, không hiếm những gia đình có đến 4 năm đời làm biển. Người may mắn có được cơ ngơi vững vàng, người chưa may mắn bao năm bám biển vẫn tiếp tục lặn ngược với sóng biển mỗi ngày trang trải gánh nặng cuộc sống. Dù đầy đủ hay thiếu thốn, không nhiều người bỏ biển về bờ nếu mắt họ chưa mờ, tay chân chưa mỏi, chẳng ai chịu dừng cuộc hành trình bám biển của mình. Cái thời gian đầu mấy chục năm về trước thì cá tôm nó gần bờ rất là nhiều. Nhưng mà thời gian sau này thì dân càng ngày càng đông thì tính bắt ở gần bờ thì không có thu nhập cao nữa, phải đóng ghe lớn đi ra khơi cách bờ khoảng là 100-200 hải lý mới là đánh bắt nó thu hoạch hơi cao hơn. Cái nghề truyền thống của cha ông là từ tới ông nội tới ông cha tôi tới tôi làm nghề biển là cũng 60 năm rồi. Cha truyền con nói lúc nào cũng bám biển hết. Bây giờ có no có đói cũng phải dán mà làm bám biển tới bây giờ. Tính ra là cha truyền con nói tính ra ngày đi cũng gần 30 năm rồi, cũng thích nghề biển, chơi chừng nào làm nấu mình nghỉ thôi, chứ về hôn còn làm được, cứ làm. Lịch sử hình thành Phước Hải được truyền đời qua câu chuyện lý thú và hấp dẫn. Chuyện kể rằng, vào khoảng năm 1725 đến năm 1730, có một người tên Trần Văn Mầu đến vùng biển thuộc ấp Hải Lạc bây giờ khai phá đất hoang. Thời ấy, đây còn là vùng đất hoang vu, cây cối tùm, nhiều thú dữ. Hàng ngày, ông Hầu vào rừng lấy dây mối về đánh luyện đang thành sợi lưới, rê theo con nước lên xuống để đánh bắt tôm cá. Một số người dân thường ngày ra biển lấy vỏ sò về nuông dồi. Thấy ông rê được nhiều tôm cá, đời sống khá hơn, bèn bỏ nghề cùng ông đăng lưới đánh bắt hải sản, sinh cơ lập nghiệp. Dần dần nơi đây hình thành một xóm gọi là xóm lưới rê. Đó cũng là ngôi làng cổ nhất của xã Phước Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quá trình tụ cư lập nghiệp trên vùng đất lành cùng với sự phát đạt của nghề cá đã làm cho Phước Hải ngày một trù phú. Đến nay, Phước Hải có trên 2/3 dân số sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản, với đội tàu đánh bắt gần 1.000 chiếc, mỗi năm khai thác trên 5.000 tấn cá. Dọc bờ biển Bà Rịa Vũng Tàu có đến 10 ngôi đền thờ cá ông, nhưng đặc biệt chỉ ở Phước Hải, người dân trong làng dành hẳn một khu đất rộng 2.000 mét vuông để làm nghĩa trang, hay còn gọi là Ngọc Lăng Nam Hải, để chôn cất cá ông với những nghi lễ trang trọng. Nghĩa trang được xây từ năm 1999, cách đền thờ cá ông của làng khoảng 2 km này, được xem là nơi an táng cá ông lớn nhất Việt Nam hiện nay, nơi có hơn 100 ngôi mộ cá ông chưa cải táng. Ngoài ra, tại dinh ông Nam Hải đang lưu trữ khoảng 400 bộ hài cốt của cá ông. Từ một sinh vật khổng lồ sống dưới biển khơi, cá dòi được huyền thoại hóa qua chuyện cứu người gặp nạn trên biển và trở thành vật linh thiêng đối với người làm nghề biển ở phía Nam. Việc thờ cá ông đối với dân dạng chài Phước Hải là trách nhiệm và bổn phận. Họ coi đó như một cách đền ơn đáp nghĩa theo luật nhân quả. Hàng ngày, tại nghĩa trang cá ông, nhiều ngư dân đến làm lễ cầu mong được nhiều may mắn, tài qua nạn khỏi, cá luôn đầy khoang. Phong tục cũng như là ghe nào đến bắt ra bờ gặp ông lễ thì đem vô cũng làm đám tang, làm lễ ở dưới mộ ông, ở dưới dinh, rồi xong đem đi chôn, cũng nhang khói cho ông, rồi cũng làm từng làm tử. Cũng như là người mình vậy thôi. Từ một làng chài bé nhỏ, giờ đây Phước Hải đã vươn mình trở thành một thị trấn khá nhộn nhịp. Những dãy nhà cao tầng san sát thay cho những ngôi làng tạm bợ trước đây. Cơ sở hạ tầng đường xá được đầu tư khá đồng bộ, tạo bộ mặt đô thị khang trang.
Đặc biệt, khoảng 10 năm trở lại đây, Phước Hải không chỉ biết đến là một làng chài có nghĩa trang cá ông lớn nhất nước, mà còn là một địa chỉ du lịch hấp dẫn du khách gần xa. Những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế liên tục được chúng tôi cập nhật vào các khung giờ 14 giờ 50 phút, 18 giờ 30 phút và 21 giờ 50 phút trong ngày. Rất mong đón nhận sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.